Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Thủ tướng hay ngày ngờ ngạch bơm xe nhưng không biết mở van ra. Đến nay đã sang tháng cuối cùng của năm 2023, vậy mà ngân hàng còn ứ đến 735.000 tỷ đồng, tương đương với 31 tỷ đô la Mỹ không được đưa vào lưu thông trong nền kinh tế của đất nước. Hậu quả là doanh nghiệp thì đói vốn, dân thì thất nghiệp, tràn lan, hoạt động kinh doanh của toàn xã hội bị teo tóp lại trên đà tuột dốc phá sản. Những tiểu thương buôn hàng chợ Tết đang lo sốt vó vì sức mua còn yếu hơn so với năm ngoái cùng kỳ, dù năm ngoái đã là một năm ế ẩm. Rất nhiều người không dám ôm hàng vì sợ ế thêm, cảnh buôn bán cuối năm nay rất điều hưu. Ông Thủ tướng không hề biết mở van cho tín dụng của nền kinh tế chạy thông suốt. Thủ tướng Phạm Minh Chính là người chịu trách nhiệm trong vấn đề này, tại sao tiền trong ngân hàng còn đầy mà người dân và doanh nghiệp thì vẫn đang đói vốn? Tại sao lại để vốn đầu tư công ứ đọng tại các ban ngành trong chính phủ và các địa phương, số vốn đầu tư công bị nghẽn đến gần một nửa? Rõ ràng dưới bàn tay điều hành của ông Phạm Minh Chính thì van lưu thông tiền cho nền kinh tế không được mở. Nếu ở các nước dân chủ, người đứng đầu chính phủ mà yếu kém như thế thì đã bị dân phế truất cho về nhà, đuổi gà cho vợ, chứ không để ông ta ngồi đấy làm tan nát thêm nền kinh tế của đất nước. Không phải chỉ có nguồn vốn ngân hàng và vốn đầu tư công bị nghẽn mà nhiều gói hỗ trợ tín dụng khác ông Phạm Minh Chính cũng không thèm triển khai và cũng chẳng triển khai được. Lấy ví dụ như gói an sinh 62.000 tỷ đồng hỗ trợ dân trong đại dịch Covid không giải ngân được bao nhiêu cả. Nhiều người dân gặp khó khăn nhưng không nhận được tiền hỗ trợ từ gói này. Tiếp theo là gói 120.000 tỷ đồng hỗ trợ cho người có thu nhập thấp mua nhà. Sau gần một năm triển khai, chỉ bơm ra được có vẻn vẹn 105 tỷ đồng mà thôi, một con số không đáng kể. Vào ngày 3 tháng 12, tờ báo Tuổi Trẻ đặt câu hỏi như sau: tháng cuối năm 2023 bơm 1 triệu tỷ đồng vào nền kinh tế có kịp hay không? Muốn bơm tiền cần phải có thời gian, hiện nay đã là tháng 12 rồi, vậy thì gói này chỉ có thể bơm cho năm 2024, chứ làm sao làm gì được cuối năm ngắn ngủi đến như thế. Mà quan trọng hơn, bản thân ông Phạm Minh Chính dù đã gần 3 năm làm thủ tướng nhưng không biết làm cách nào để mà mở van cho dòng tiền vào nền kinh tế cả. Hình ảnh của kinh tế đất nước Việt Nam héo hon gần Tết không thể khởi sắc. Trên chính trường, ông Phạm Minh Chính là ngựa chiến, mặc dù chiếu dưới bị ông Tổng 5 lần 7 lượt muốn đè đá lên đầu và đá văng khỏi bộ chính trị, nhưng ông vẫn trụ vững, vẫn thách thức đối thủ. Trong các trò đấu đá khốc liệt nơi cung đình, ông Phạm Minh Chính được đánh giá là vừa biết toan tính, vừa lì đòn, lấn lướt được Vương Đình Huệ. Tuy nhiên, về khả năng lãnh đạo đất nước, đặc biệt là trong vai trò điều hành nền kinh tế của đất nước, thì ông Phạm Minh Chính lại tỏ ra vô cùng yếu kém. Có thể nói, nền kinh tế Việt Nam hiện nay đã rất suy kiệt. Là người lãnh đạo thì giỏi thì phải biết khai thông dòng tiền, giúp cho doanh nghiệp xoay vòng vốn thật nhanh, từ đó mà phát triển nền kinh tế của đất nước. Là thủ tướng thì phải biết khai thông dòng tiền để nền kinh tế nhận được dưỡng khí. Tuy nhiên, ông Phạm Minh Chính vẫn cứ như anh chàng ngờ ngạch vậy, loay hoay bơm xe mãi mà không biết mở cái van ép hơi vào trong bánh xe. Vấn đề của nền kinh tế Việt Nam hiện nay là làm sao mở được van chứ không phải cố bơm. Hiện nay, vốn đầu tư công ứ gần một nửa, vốn ngân hàng đã ứ đến 31 tỷ đô la Mỹ, không cần bơm thêm 1 triệu tỷ đồng, tức là tương đương với 42 tỷ đô la Mỹ nữa, mà chỉ cần tìm cách mở van để khai thông dòng tiền đang ứ kia là đã tốt lắm cho người dân rồi. Không biết mở van thì có bơm thêm cũng thế mà thôi. Ở Pháp chỉ cần tăng tuổi hưu lên thì dân đã biểu tình rầm rộ, còn ở Việt Nam một ông thủ tướng có loay hoay mãi, không biết làm cách nào mà mở van để bơm dưỡng khí cho nền kinh tế của đất nước, làm cho doanh nghiệp chết ngạt. Đời sống dân sinh thì khốn khổ. Tuy nhiên, nếu dân dám biểu tình để ông Thủ tướng bất tài từ chức thì sẽ bị Tô Lâm tấn công không thường tiếc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Thủ tướng hay ngài ngờ ngạch bơm xe nhưng không biết mở van. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin
biến toàn dân thành gà công nghiệp, đảng và gian thương cùng nhau thịt. Gà công nghiệp được nuôi nhốt trong một không gian rất chật hẹp, không có bất kỳ điều kiện tự nhiên nào, chỉ được cho ăn, vỗ béo, ánh sáng thì dùng điện, tất tần tật thiết bị trong chuồng chỉ để nuôi gà trong lớn rồi đem thịt. Kết quả, gà công nghiệp hoàn toàn không có bản năng gốc, nếu thả chúng ra ngoài môi trường tự nhiên thì chúng không biết kiếm ăn, thậm chí đi lại cũng rất khó khăn. Chế độ này đã nuôi được một Trương Mỹ Lan thì sẽ nuôi được rất nhiều Trương Mỹ Lan khác. Đảng Cộng sản nuôi toàn dân Việt Nam cũng theo cách như nuôi gà công nghiệp. Họ tạo nên một loại giáo dục nhồi sọ để loại bỏ khả năng tư duy độc lập, mục đích là làm cho gà không có khả năng phản biện, không biết phân biệt đúng sai. Nhờ đó, Đảng tha hồ nói nhăng nói cuội, điều gì cũng được. Đảng chỉ cần cho tuyên giáo hót thật hay thì làm gì dân cũng tin. Chính sách xuyên suốt này đã đẩy dân vào sự khốn cùng, nhưng người dân nhiều người vẫn vui vẻ chấp nhận. Quan chức thì tham lam vô đạo đức, nhưng tuyên giáo thì cứ rêu rao học tập tấm gương đạo đức này noi gương đạo đức nọ, vậy mà nhiều người vẫn tin Đảng mù quáng. Tuyên truyền dối trá kết hợp với giáo dục nhồi sọ, mục đích là ngu dân hóa để làm lợi cho Đảng. Tuy nhiên, Đảng ngu dân hóa để lừa dân để dễ cai trị thì bọn gian thương cũng lợi dụng nền tảng này để lừa dân mà kiếm tiền. Chưa có thời đại nào những đại gia được tô vẽ là những tấm gương vượt khó lại lộ mặt ra là những tên lừa đảo thượng thặng như thời đại ngày nay ở Việt Nam. Đáng sợ nhất là thành phần này lại cộng sinh với quan chức chính quyền để thực hiện lùa gà rồi đem thịt. Trong suốt một thời gian dài với số tiền chiếm đoạt cực lớn. Để tự bảo vệ mình khỏi bọn lừa đảo thì người dân phải sáng suốt, không nên cả tin, không nên nghe những lời tuyên truyền mật ngọt. Một khi người dân mất khả năng tự bảo vệ thì dân chẳng khác nào là cục thịt để Đảng đánh chén cả. Mà dân số đất nước này tới 100 triệu người, Đảng đánh chén được thì bọn lừa đảo cũng nhảy vào xí phần, dại gì mà không tham gia đây. Khi gian Đảng cai trị thì gian thương đua nhau nở rộ. Vụ án Vạn Thịnh Phát lùa gà hốt tới 12,5 tỷ đô la Mỹ của người dân từ Bắc đến Nam chưa lắng xuống, thì vụ EDG đã nổ ra, công ty đầu tư xây dựng 680 biệt thự trái phép ở Đồng Nai. Hiện nay, những nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu của công ty này đã trở thành những con gà tội nghiệp. Gom tiền đầu tư vào EDG, rồi đó mà xem như mất trắng. Chính quyền xây dựng xã hội chủ nghĩa dựa trên sự dối trá với mục đích để dễ bề cai trị, dễ bề đánh chén. Chưa có một chế độ pháp luật nào cho ra cả một bộ máy dối trá khổng lồ như thế. Mà như vậy thì Đảng Cộng sản là một tà đảng không quỹ hướng thiện, không trung thực với nhân dân. Một xã hội bị cai trị bởi một gian đảng như thế thì những gian thương có cơ hội đua nhau nở cũng là điều dễ hiểu. Nói cho cùng, những kẻ siêu lừa khoác áo doanh nhân thành đạt cũng chỉ là những kẻ ăn ké những gì Đảng đang tạo ra để đánh chén mà thôi. Thực chất, chính Đảng Cộng sản đã nuôi lớn những kẻ gian thương lừa đảo này. Nếu quan chức không làm ngơ hay tiếp tay cho Trương Mỹ Lan trong một thời gian dài, thì làm sao có Vạn Thịnh Phát đây? Vạn Thịnh Phát có phát lên được, thì Lê Thanh Hải mới phát tài. Mà đâu chỉ có Lê Thanh Hải, mà còn hàng loạt quan chức của Ngân hàng Nhà nước, Công an cũng tiếp tay ăn hối lộ. Chính sách ngu dân hóa góp phần biến người dân thành gà cho Đảng và gian thương cùng xơi thịt. Để cho xã hội đến mức như thế không thể nào sửa chữa, việc đấu đá trên thượng tầng chính trị giúp cho người dân thấy được một phần nào bên trong của cái chế độ thối nát này. Cả xã hội này đầu đầu cũng chỉ có một mình Trương Mỹ Lan, mà có đủ cả, cấp độ nhỏ hơn thì có những Trương Mỹ Lan tí hon, cấp độ cao hơn thì cỡ Trương Mỹ Lan cũng không thiếu, chỉ cần ông Tổng Bí Thư cho soi hết những đại gia có cách làm ăn tương tự Trương Mỹ Lan hiện nay thì chắc chắn sẽ lòi ra rất nhiều Trương Mỹ Lan khác nữa. Bởi đây là mảnh đất màu mỡ cho những Trương Mỹ Lan nảy nở và tiếp tục làm hại người dân. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin biến toàn dân thành gà công nghiệp, Đảng và gian thương cùng nhau thịt. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới.
Trung Khoa Thời báo.de.